cái mương là tới đây là để xây dựng đi vào coi như lên để sửa chứ không phải là đi tới đây cho nên là con mặt mặt mũi mượn son của chị quẹt cái để cho nó đỡ xấu một tí thôi chứ còn không không biết là có cái sự sắp xếp là có một cái chương trình như thế này. Nếu mà thật sự biết trước là để hiện diện để chào đón tất cả quý vị thì chắc là Mùi Hương sẽ cố gắng điệu hơn chút xíu. Nếu mà quý vị có quay hình thì cố gắng làm sao để cho người nó cao lên nhỏ lại. Mặt mũi là dùng 360 độ gì đấy hay là 3600 gì đấy cho nó bị mà hãy quay chứ không có cái là lộ hết. Chứ bao giờ mình đứng trước công chúng hình hài nó khó hiểu này. Nhưng có lẽ là Hồ Bình Hương rất là vui vì nhà hàng thì cũng chưa có khai trương luôn quý vị ạ. Thì Hồ Bình Hương mở nhà hàng này là mục đích để ủng hộ cho mọi người ăn chay. Vì Hồ Bình Hương là người ăn chay trường và những người bạn của Hồ Bình Hương thì cũng là những người ăn chay trường, thích thiền, thích nghe cổ đồng, thích nghe. Đấy là phong cách của Hồ Hương là như vậy. Thế cho nên là mở ra thì chủ yếu là để phục vụ và ủng hộ cho xu hướng ăn chay. Và rất là vui vì ngày hôm nay mặc dù là chưa có khai trương nhưng mà được chào đón tất cả những người yêu âm nhạc đến đây. Và xin được cảm ơn các bạn, lời gửi tất cả các bạn ở trong ban tổ chức đã tới đây. Và một chút nữa thì Hồ Bình Hương cũng mong là sẽ được xem các bạn trình diễn đàn cổ cầm. Và Hồ Bình Hương thì cũng đã đi học cổ cầm nhưng mà được có một tuổi thôi. Nhưng mà thích, rất là thích chơi đàn cổ cầm, thích nghe cổ cầm, thích thiền. Và mỗi lần mà khi Hồ Bình Hương nghe cổ cầm thì Hồ Bình Hương thiền rất là thăng hoa. Thế cho nên là Hồ Bình Hương rất là thích. Mong là quý vị sẽ có một buổi tối thật là vui, thật là hạnh phúc. Và mong là Hồ Bình Hương thì cũng sẽ ủng hộ hoạt động của tất cả quý vị và các bạn. Ngược lại thì quý vị và các bạn có gì cũng ủng hộ cho xu hướng ăn chay. Ăn chay nghĩa là mình sẽ cùng nhau ủng hộ để cho mỗi ngày cuộc sống sẽ cố gắng ca sĩ Hồ Bình Hương. Lâu lâu rồi cũng có hát. Cũng nghĩ hát và thường khi làm cái việc gì tập trung vào việc đấy. Bây giờ lúc nào chỉ thấy cái gạch đá xi măng xây dựng. Chúng ta sửa nhà hàng. Nhưng mà chắc là có lẽ là sẽ gửi tặng cho quý vị một bài hát. Muy
Yeah.